Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu cô chú các anh chị và các bạn là người mới đến xem Giá Lúa Gạo hôm nay, nhớ để lại một lượt đăng ký, một lượt like, ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Thông tin Giá Lúa Gạo hôm nay thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024. Tận dụng sức mua đẩy mạnh xuất khẩu. Theo Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, xuất khẩu Việt Nam sang nước này đang có nhiều cơ hội do thị trường có sức mua khá, nhu cầu đa dạng và gần gũi về văn hóa tiêu dùng với hàng Việt Nam. Độ mở thị trường của Malaysia lớn và mức độ rào cản tương đối thấp với hàng xuất khẩu của Việt Nam do cùng tham gia nhiều hiệp định tự do thương mại của khu vực. Ghi điểm trong 9 tháng đầu năm là xuất khẩu gạo khi đạt mức tăng trưởng tới 131,2% và đã trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn chiếm tỷ trọng tới 9,8%, đứng thứ 3 trong số các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vào thị trường Malaysia, vượt lên trên cả điện thoại và các loại linh kiện chiếm 8,5%. Như vậy, Malaysia tăng cường mua gạo từ Việt Nam nhiều hơn các loại hàng tiêu dùng xa xỉ như điện thoại. Về mặt khác, nước này đang thiếu hụt nguồn cung nội địa về nhiều loại thực phẩm thiết yếu như gạo, thủy, hải sản. Nhưng chính phủ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân trong nước mạnh. Song, cái khó đối với sản phẩm của Việt Nam là sự cạnh tranh khốc liệt với các nước xuất khẩu khác, nhất là Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, do thị trường Malaysia tương đối mở cho hàng nhập khẩu nhiều. Để xuất khẩu vào thị trường này, các sản phẩm nhu yếu như trứng, gạo nên quan tâm kết nối với hệ thống phân phối để gia tăng xuất khẩu. Thông tin giá lúa gạo trong nước hôm nay. Ngay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa ít biến động. Giá gạo hôm nay, thị trường gạo nguyên liệu bình ổn giá. Gạo thơm dẻo về ít, giao dịch lúa mới không nhiều, nguồn về lai rai lượng ít, nông dân chào bán giá lúa cao. Cụ thể, với mặt hàng lúa ở nhiều địa phương hôm nay, nguồn lúa thu hoạch của các khu vực đồng bằng sông Cửu Long chín nhiều, thương lái giữ giá mua. Cụ thể, tại Kiên Giang, lúa đồng vuông tôm tiếp tục chào bán giá cao hơn, hôm nay giao dịch cầm chừng. Tại Sa Đéc, giao dịch lúa mới vẫn khá ít, giá lúa chào bán cao, ít người mua, nông dân chào bán giá cao hơn. Mặt hàng gạo hôm nay tại Sa Đéc, Đồng Tháp, gạo nguyên liệu các loại giá bình ổn. Tại Lấp Vò, Vàm Cống, Đồng Tháp, lượng về ít, giá vững, gạo chất lượng có khá hơn. Mặt hàng gạo trông đẹp hơn do thời tiết tốt, kho mua đều, lựa mặt hàng đẹp, giá ổn định. Trên thị trường xuất khẩu hôm nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có sự tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo 100% tấm ở mức giá 410 USD trên 1 tấn, gạo 5% tấm ở mức giá 520 USD trên 1 tấn, gạo 25% tấm có mức giá 485 USD trên 1 tấn. Đối với gạo thành phẩm hôm nay, gạo IR504 giá 12.400 đến 12.550 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu IR504 giá 10.400 đến 10.500 đồng 1 kg, giá tấm 9.300 đến 9.400 đồng 1 kg. Cám khô có giá 5.950 đến 6.100 đồng 1 kg. Lúa tươi hôm nay ở từng địa phương có sự biến động như sau. Giá lúa tại Kiên Giang OM5451 8.100 đến 8.300 đồng 1 kg. IR504 7.300 đến 7.500 đồng 1 kg. OM34 6.700 đến 6.900 đồng 1 kg. Đài thơm 8 9.100 đến 9.300 đồng 1 kg. OM18 9.000 đến 9.200 đồng 1 kg. MNL202 7.900 đến 8.100 đồng 1 kg. Hương Châu 6 7.700 đến 7.900 đồng 1 kg. ST24 ST25 11.600 đến 12.500 đồng 1 kg. Nếp tươi 8.100 đến 8.300 đồng 1 kg. RVT 8.100 đến 8.300 đồng 1 kg. Lúa Nhật 7.900 đến 8.100 đồng 1 kg. Zmin 7.900 đến 8.200 đồng 1 kg. Giá lúa tại An Giang OM5451 8.100 đến 8.300 đồng 1 kg. Nàng Hoa 9 7.900 đến 8.200 đồng 1 kg. Đài Thơm 8 8.900 đến 9.200 đồng 1 kg. OM18 8.800 đến 9.200 đồng 1 kg. IR504 7.300 đến 7.500 đồng 1 kg. RVT 8.000 đến 8.200 đồng 1 kg. Lúa Nhật 7.900 đến 8.100 đồng 1 kg.
nếp tươi 8.100 đến 8.300 đồng một ký. Giá lúa tại Bạc Liêu và Cà Mau, ST24 11.700 đến 12.500 đồng một ký. OM5451 8.000 đến 8.200 đồng một ký. OM18 8.800 đến 9.000 đồng một ký. RVT 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Đài Thơm 8.800 đến 9.000 đồng một ký. ST21 11.600 đến 12.500 đồng một ký. IR504 7.200 đến 7.400 đồng một ký. Nàng Hoa 9 7.800 đến 8.000 đồng một ký. OM380 6.800 đến 7.000 đồng một ký. MNL202 7.900 đến 8.100 đồng một ký. OM34 6.600 đến 6.800 đồng một ký. Hương Châu 6 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Giá lúa tại Sóc Trăng và Tiền Giang, IR504 7.300 đến 7.500 đồng một ký. OM18 8.800 đến 9.000 đồng một ký. OM380 6.800 đến 7.000 đồng một ký. OM34 6.700 đến 6.900 đồng một ký. Đài Thơm 8 8.900 đến 9.100 đồng một ký. OM5451 8.100 đến 8.300 đồng một ký. RVT 8.000 đến 8.200 đồng một ký. Lúa Nhật 7.800 đến 8.100 đồng một ký. ST24 ST25 11.700 đến 12.500 đồng một ký. Nàng Hoa 7.800 đến 8.100 đồng một ký. Hương Châu 6 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Tình hình giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long, IR504 7.300 đến 7.500 đồng một ký. OM34 6.700 đến 6.900 đồng một ký. OM5451 8.100 đến 8.300 đồng một ký. OM4900 7.800 đến 8.000 đồng một ký. OM380 6.900 đến 7.100 đồng một ký. Lúa Nhật 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Nàng Hoa 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Đài Thơm 8 8.900 đến 9.100 đồng một ký. Giá lúa tại Cần Thơ và Hậu Giang, IR504 7.200 đến 7.400 đồng một ký. OM18 9.000 đến 9.200 đồng một ký. OM5451 8.100 đến 8.300 đồng một ký. Đài Thơm 8 9.000 đến 9.200 đồng một ký. RVT 8.000 đến 8.200 đồng một ký. ST21 11.700 đến 12.500 đồng một ký. Hương Châu 6 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Japonica 8.400 đến 8.600 đồng một ký. Zmin 8.400 đến 8.600 đồng một ký. OM34 6.700 đến 6.900 đồng một ký. Nàng Hoa 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Tình hình giá lúa tại Đồng Tháp và Long An, OM18 9.000 đến 9.200 đồng một ký. OM5451 8.100 đến 8.300 đồng một ký. Đài Thơm 8 9.100 đến 9.300 đồng một ký. IR50404 7.300 đến 7.500 đồng một ký. OM380 7.000 đến 7.200 đồng một ký. Hương Châu 6 7.700 đến 8.000 đồng một ký. Nếp tươi 8.100 đến 8.300 đồng một ký. Zmin 8.400 đến 8.600 đồng một ký. ST24 ST25 11.800 đến 12.600 đồng một ký. Nàng Hoa 9 7.800 đến 8.000 đồng một ký. OM34 6.700 đến 6.900 đồng một ký. OM4900 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Tình hình giá lúa tại Tây Ninh, Nàng Hoa 7.800 đến 8.000 đồng một ký. IR50404 6.900 đến 7.100 đồng một ký. Đài Thơm 8 8.900 đến 9.100 đồng một ký. OM4900 7.700 đến 7.900 đồng một ký. OM5451 7.800 đến 8.000 đồng một ký. OM380 6.800 đến 7.000 đồng một ký. OM34 6.700 đến 6.900 đồng một ký. Nếp tươi 8.100 đến 8.300 đồng một ký. Tình hình giá gạo tại các chợ lẻ hôm nay như sau: gạo Nàng Hoa 21.500 đồng một ký, Nàng Nhen 28.000 đồng một ký, Zmin 18 đến 20.000 đồng một ký, gạo Tẻ Thương 15 đến 16.000 đồng một ký, gạo Trắng Thông Dụng 17.500 đồng một ký, gạo Thơm Thái Hạt Dài 20 đến 22.000 đồng một ký, gạo Hương Lài 23.000 đồng một ký, gạo Sóc Thường 18.500 đồng một ký, gạo Sóc Thái 21.000 đồng một ký, gạo Thơm Đài Loan 21.000 đồng
1 kg gạo thơm Nhật giá 22.000 đồng 1 kg. Giải trí miền Tây xin chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này. Trân trọng kính chào.